Và làm sao để có thể học được cái suy nghĩ của người thành công đây? Chỉ có thể là thông qua học tập. Và chỉ có thể là thông qua học tập thì mới có thể biến được người ngoài ngành trở thành người trong ngành. Và chỉ có người trong ngành mới kiếm được tiền của người trong ngành mà thôi. Các anh chị biết là chúng tôi đã trải qua rất là nhiều những cái lời từ chối, những cái sự phản đối. Nhưng chúng tôi kiên định và luôn bám sát theo người thành công. Để mình mỗi ngày đều kiểm thảo bản thân mình. Để không ngừng nâng cấp bản thân mình lên. Và để thành công, yếu tố thứ hai cần phải có cơ hội. Sau ước mơ rồi. Nếu ước mơ mà không có cơ hội thì chỉ là tối ngủ nằm mơ thôi, đúng không các anh chị? Và cần nhất đó là chúng ta cần phải tìm cho mình một cơ hội. Và Amway chính là một cơ hội tuyệt vời sẽ giúp cho tất cả chúng ta thực hiện được ước mơ của mình. Tại sao tuyệt vời? Thôi sẽ chia sẻ tiếp cho các anh chị. Đây, các anh chị ơi, thật ra trước giờ Thơ chia sẻ, Thơ ngại nói về tiền. Vì người ta nói là kinh doanh đa cấp rất là ngại khi mà mình vô tiền ra nhiều quá. Nhưng sự thật đây là cái khoản tiền thưởng 5 tỷ 656 triệu, đó là tiền thưởng cuối năm vừa rồi của Amway dành cho Trung Thơ. Và tiền này là anh Triều tổng kết lại để gửi tặng cho Thơ cái tấm bảng này các anh chị. Và Thơ chia nháp nháp ra 12 tháng thì trung bình một tháng Amway đã thưởng Thơ 460 triệu một tháng các anh chị. Và chưa tính tiền thu nhập hàng tháng. Và năm vừa rồi nếu tính luôn thu nhập hàng tháng thì trung bình mỗi một tháng thì tầm khoảng 700-800 triệu các anh chị. Các anh chị, ngày hôm nay rất là nhiều anh chị nói làm Amway không có tiền. Thơ muốn chứng minh cho các anh chị từ cái tấm bảng này, Thơ nói với các anh chị làm Amway có tiền và có rất nhiều tiền các anh chị. Vì ngày hôm nay là thời buổi kinh tế, nếu làm Amway không có tiền các anh chị có làm không? Có làm không ạ? Không. Đầu tiên chúng ta phải giải quyết được vấn đề cơm ăn áo mặc của cả gia đình của mình các anh chị. Và thực sự các anh chị có biết năm nay chúng ta sẽ chinh phục FC. Và năm nay số tiền thưởng sẽ tăng lên gấp rưỡi so với năm rồi các anh chị. Vì sao? Vì nhiều anh chị nói với Thơ làm em cũng không có tiền, cho nên Thơ muốn xô cái tấm ảnh này. Thơ xin phép anh Triều với Uyên xô cái tấm ảnh này lên. Và tháng 12 năm nay chắc chắn là anh Triều phải chuẩn bị cho em một cái tấm ảnh gấp rưỡi đến gấp đôi cái số này nha. Và em sẽ tiếp tục xô vào năm kế tiếp cho tất cả các anh chị xem. Và điều thứ ba giúp Trung Thơ thành công ngoài ước mơ, ngoài cơ hội, đó là minh sư chỉ điểm các anh chị. Và thật sự là các anh chị biết là nhờ thầy cô mà Trung Thơ mới có được thu nhập và cuộc sống như thế này. Và ngày hôm nay các anh chị chưa có thu nhập này, nhưng các anh chị, em quay rất công bằng. Ai nỗ lực, em quay đều tưởng thưởng giống như nhau. Cho nên xuất phát điểm bạn là ai không quan trọng, mà quan trọng bạn muốn trở thành ai thì mới là quan trọng các anh chị. Và ngày hôm nay Thơ biết ơn em quay vì tất cả những gì em quay mang đến cho Trung Thơ. Và Trung Thơ muốn tặng cho các anh chị một câu nói: không sợ đường xa, chỉ sợ đường sai. Và chúng ta đã chọn lựa được đúng cơ hội rồi, chỉ cần nắm chặt người lãnh đạo của mình. Và chúng ta xây dựng được một đoàn đội đoàn kết, yêu thương nhau và xem nhau như một gia đình, thì bên nào các anh chị cũng sẽ vượt qua.